Alo, dạ chào mừng uh, quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Các Việt. Thì uh, cái vụ việc và Nguyễn Phương Hằng đi ra ngoài uh, phía Bắc, ra Hà Nội rồi đó. Uh, đến bây giờ này nó vẫn còn âm ỉ, vẫn còn nhiều cái câu chuyện râu ria phía sau ha, nó chưa giải quyết triệt để cái này. Uh, đầu tiên thì mình chia sẻ um, cái vấn đề về một cái uh, cái cô kêu bằng cô Kim Jun đó, cô Kim Jun ở Hà Nội uh, đã gọi điện cho một cái uh, anh nào đó, được cho là lãnh đạo hay là bên uh, cơ quan chức năng gì đó anh này là kêu bằng thế lực rất là khủng à, một tay che trời một tay che trời che hết bầu trời hà nội luôn à, chẳng những là hà nội mà phía bắc nữa à, bởi vì à, hai người trao đổi với nhau đó là cái anh này nói rằng à, sẽ vì kim jun mà làm tất cả à, có thể là à, những cái nơi mà bà Hàng đi đến đó, thì cái anh này đều sẽ có thể phá đám được có thể là đạp đổ tất cả không cho bà Hàng tổ chức bất cứ một cái gì à, hay là gặp gỡ ai hay là có cũng có thể là sẽ cho ăn ăn bờ ở bụi luôn chứ không cho ở đâu hết. À bố rất là mạnh nha cả nhà. À, và anh này còn nói là ảnh có mối quan hệ rất là rộng, rất là lớn và nói chung là cả miền Bắc đó, anh quản lý hết. À, rất là mắc cười đúng không cả nhà. Thì rõ ràng trong cái câu chuyện bà hàng kia phía Bắc đó, à, thì nó có một cái chỗ duy nhất đó, là không thể à, tụ tập đông người, à, nói chung là họp fan đó thì cái đó không thể diễn ra. Bởi vì một điều chúng ta thấy rất là đơn giản, dịch bệnh đang bùng phát, người ta quy định là không được tụ tập trên 30 người. Nhưng mà nội cái đoàn một số anh em youtuber là mười mấy gần hai chục người nè, đúng không? Ra đó rồi bên phía cô hàng cũng một số người nữa. Đó là nội cái đoàn trong miền Nam ra là nó đã hơn 30 người rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà cô hàng ra đến khách sạn ở ngoài Hà Nội đó là rất là đông những cái cô chú anh chị em ở ở dòng vòng phía bắc người ta tìm đến đó là người ta tháp tùng với đoàn luôn là thứ nhất thứ hai là còn một số anh chị em khác nữa đi theo cái đoàn thứ đoàn đoàn khác à, không có đi một chung với tụi mình là ở trong nam á ở trong sài gòn á, vẫn ra đó và tháp tùng luôn cho nên mỗi cái chuyến đi của cô nguyễn phương hằng ở ngoài bắc á, đi đến bất cứ đâu á đều có ít nhất là bốn chiếc xe bốn chiếc xe thì lên đến gần hàng trăm người rồi đó cho nên nguyên một cái đoàn vậy đó cả nhà nghĩ đi làm sao mà đi đến những cái cái nơi mà nhỏ nhỏ được à, và quan trọng hơn hết á là cái tình hình dịch bệnh nó cũng đang rất là phức tạp cho nên không thể nào họp mặt được đó là một cái điều hiển nhiên đơn giản chúng ta thấy đi bây giờ người ta quy định là trên à, dưới 30 người mới cho tụ tập đúng không mà cái đoàn này không là gần cả trăm người rồi nghĩ sao nghĩ sao mà 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 tổ chức được à, vậy mà họ cứ cứ thấy cái chuyện mà không tổ chức họp fan được là họ thừa thắng xông lên luôn họ nói là à, cái cô kim Jun đó với lại cái anh chàng mà được cho là có, có chức có quyền gì đó là sẽ một tay che trời không cho cái đoàn của cô hàng ghé bất cứ đâu không có làm được bất cứ gì hết nhưng mà cuối cùng sao người ta vẫn tổ chức tiệc ở khách sạn bộ quốc phòng được nè đúng không rồi đi ra đền thờ rồi nói chung là đi rất là nhiều nơi À, biết rất là nhiều chỗ và vẫn tổ chức tiệc tùng rồi à, gặp mặt tùm lum à, mặc dù là không có à, làm lớn giống như dự kiến nhưng mà vẫn làm nhỏ nhỏ được à, như là cái cái hôm cái buổi đêm cuối đó một cái buổi tiệc rất là hoành tráng luôn à, gần 200 triệu thì cái chuyện đó à, các nhà thấy sao là họ họ có làm được gì không à, vậy mà nổ thì sợ luôn rồi à, bắt đầu à, nói rằng à, những cái à, những cái người mà đi từ miền nam ra đó à, là do của hàng thuê hết không cô hàng thuê hết lại rồi. rồi cho mỗi người 5 triệu này kia cái cô này á cổ nói cho sướng cái miệng à, để giống như là mị fan để cho lừa những cái người mà kém hiểu biết á người ta hiểu thôi chứ thật sự thì cả nhà thấy đi là khi mà cái cái đoàn đoàn nguyên đoàn luôn của cô Nguyễn Phương Hằng rồi những anh em đi tháp tuần theo đó thì đến cái ngày cuối cùng á, là ở đền hùng đó và đêm đó thì chúng ta thấy tổ chức tiệc xong Rồi sáng hôm sau là về về lại miền nam hết rồi thì cái gần cái ngày cuối cùng đó thì cô hàng mới tuyên bố là à, gửi cho mấy anh em mỗi người là 5 triệu đồng để mua à, quà cáp, à, mua quà cáp cho gia đình. đó là cái đêm cuối cùng rồi. làm sao nói là cô hàng thuê? nếu mà thuê thì phải phải nói trước à, cái cái buổi đi ra đó rồi chứ đâu phải là tới cuối cùng rồi mới nói đâu. đó là người ta tự nguyện đi theo à, một số người thì à, nói chung là vì mến mộ. Hay là vì yêu mến hoặc là một số người thì lại muốn đi theo đó để xem cái tình hình thực tế như thế nào để chia sẻ lên cộng đồng mạng. Bởi vì anh em bản thân anh em là youtuber mà đưa về những cái tin tức, những cái drama thì những cái vấn đề này thì phải đi theo thôi. Rất là rất bình thường. Vậy mà nói là bà Hàng không được lòng ai hết. Người miền Bắc người ta không quan tâm rồi phải thuê cái youtuber miền Nam ra thế này kia. Thật sự cái hôm mà ấn tượng nhất là hôm ở Đền Hùng. Bởi vì cái hôm đó thôi. Uh, mấy anh em mới được live stream và khi mà live stream lên đó thì khán giả ở khắp uh, ở khắp nơi đó người ta mới thấy live stream đó và người ta bắt xe người ta lập tức vào đền hùng và là gặp được cô hàng ở đó và chỉ có một dọn dạng vài tiếng đồng hồ thôi mà người ta đến rất đông thì chúng ta hiểu á là cái tấm lòng của những cái người dân ở đó như thế nào rồi đơn giản cái buổi đó thôi mình không cần nói nhiều uh, bởi vì trước đó thực sự á uh, là cái tình hình dịch bệnh thì uh, cũng có được tư vấn á uh, là không được tụ tập đông người cho nên hạn chế cái việc live stream và đến cái hôm gần cuối đó không phải đền hùng á thì một số anh em thôi chứ không phải là tất cả đều livestream stream nhà và chỉ có một vài người thôi thì người ta đã phát hiện ra và người ta tập trung về đó rất là đông cả nhà thấy đó, nhiều cảnh là những em bé đâu uh, nhỏ nhỏ mà vẫn mến mộ của nguyễn phương hằng rồi những cái người lớn tuổi uh, nhưng mà có một cái nha mình thấy giống như là người ta mến mộ thực sự nhưng mà người ta đứng đứng vòng vòng quanh để uh, giống như là hết lượt người này tới người kia chứ không có rần rần uh, bu lại giống như là một số anh em ở đây À, cho nên à, chúng ta thấy là cái tình cảm của họ dành cho cô nguyễn phần rất là nhiều luôn à, rồi nói về cái chuyện mà thuê là tầm bậy đúng không đến cuối cùng cô hàng mới gửi một ít tiền để cho anh em mua quà về tặng gia đình nên nhớ là cái, cái chuyện đó nghe chứ không có thuê gửi gì đây cho á à, cái này chỉ là những cái người uh, kém hiểu biết đó, rồi suy nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi thiêu dệt lên những cái chuyện này thôi à, chứ người ta chính tận mắt ở chứng kiến ở đó không lẽ người ta nói không đúng hơn những cái người mà ngồi ở nhà gõ bằng phím sao đúng không cả nhà À, cái cô kim jun này mình mắc cười lắm từ đầu á cũng bú đồ gi gi giữ vô ha đu bất chấp à, cũng bay vào đó rồi à, làm mọi thứ à, để à, giống như là Bia bản thân á dựa hơi của hàng Bia bản thân à, đến sau này đã bắt đầu lật mặt trở mặt rồi đó là quay lại chửi không còn cái gì À, những cái con người những cái thể loại như vậy làm sao mà, mà tin tưởng được đúng không nha à, luôn cả là cái cái tiền sử cô này là là kêu bằng cái tội lừa đảo nữa à, bởi vậy cái 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 vụ mà lừa đảo nó ăn vào máu rồi cả nha à, từ trước thế nay tới bây giờ cũng vậy tham gia vào cái vụ việc này cũng cũng đi lừa người ta đi nói xa cái sự thật đó à, mà cái quan trọng á mình thấy cái chỗ này quan trọng nhất nè rất nhiều anh em chị em mà đã tiếp xúc với Kim Jun với lại cái người mà mà được cho là một cái cái bằng một cái bàn tay rất là lớn che trời đó à, anh gì của cổ đó thì cái người đó lại là cái vụ tình nhí của cái cô này đó rất là nhiều người khi mà tiếp xúc với Kim Jun trước đây á trước đây khi mà chưa có quay xe đó thì đã nghe được anh này cái tiếng nói của anh này và đã gặp mặt luôn rồi à, cho nên nhiều người biết chắc rằng cái chuyện mà cái cô này nói với một cái người đó thì rõ ràng là họ do họ giàn dựng à, vô tình để lột đùi ra à, lòi đuôi thêm một cái vấn đề lừa đảo nữa bởi vậy mình thì nói thiệt nó nó lừa đảo nó đã bản chất rồi nó bản chất của kim sun rồi cho nên không có thay đổi được gì đúng không à, đã vậy còn nói là là khi mà từ khi cô hàng ra là trời lạnh trời ấm u mưa gió tối ngày đến khi về thì trời nắng ấm áp gì rồi à, cái thời tiết cực đoan từ hồi trước khi cô với phương hàng ra nó đã vậy rồi đúng không trước khi đó là à, ở một số tỉnh phía bắc chúng ta thấy đã có đóng băng rồi à mà còn mà nói, nói chung chẳng có liên quan gì tự nhiên cái bà hàng ra bà hằng có thể là thay đổi thời tiết vậy trời ơi thôi đi bà hằng về đi đi về Việt nam này nè cho nó 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 mát mẻ hơn chút được không chứ giờ nóng nực quá nè cái chuyện vậy mà cũng nghĩ ra được Cả nhà thấy là cổ ghi bằng lẻo lự cỡ nào rồi đó không à và ngoài cái chuyện ghi âm của cô kim Jun đó với lại một cái anh quyền thế đó thì có một cái vấn đề khác nữa cả nhà à đó là ở bên phía bên phía không thích cô nguyễn phương hằng á À, nó ngồi ở nhà, à, nó chơi vỏ mồm rồi bắt đầu nó gọi điện cho chú thủy TV để nó ghi âm lại, nó đăng lên trên youtube, à, đó là hành hành vi gì cả nhà hành vi của một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, đúng không? À, và không biết là chú cái 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 tên này nó có xin phép chú thủy chưa, à, nếu mà chưa xin phép chú thủy mà đưa đoạn ghi âm lên đó, thì chú cũng nên xem xét cái trường hợp này nha, à, xem xét lại, bởi vì hắn ta đã tự tiện ghi âm rồi đưa lên mạng xã hội vậy á thì đúng thật là những cái kẻ tiểu nhân mới chơi cái, cái trò mà ghi âm lén của người khác rồi bắt đầu đưa lên đúng không đó, mình từ ngày mà tham gia vào một số cái cái drama này thật sự là mình ngại cái chuyện mà nói chuyện điện thoại là vậy đó à, hay hay chơi cái trò là nó gọi điện xong rồi cứ ghi âm đưa lên trời trước khi mà mình nói chuyện mà để cho người ta ghi âm thì mình cũng phải xin phép hoặc là mình nói cái gì đó không à, chứ tự nhiên gọi chứ người ta bắt đầu gài, thấy không dẫn giống như là mớm cung mớm những từ đó ra để cho người ta trả lời theo hướng đó rồi nhiều khi cắt gọt lại nữa chứ không phải là hoàn toàn người ta nói như vậy à, nhưng mà nói đi nói lại á, là khi mà chúng ta lên công chúng rồi mà chúng ta âm thầm ghi âm mà tung lên như vậy á, rõ ràng là những cái kẻ tiểu nhân nó mới chơi vậy thôi các nhà thấy không chứ có ai đời đâu Ở mình đường đường chính chính mà mà mình chơi cái trò vậy đúng không ờ à, bây giờ thí dụ như mình lỡ mà có đối khác cái gì thì cũng đi cạp đất ăn hay chứ làm gì mà mà chơi cái trò tiểu nhân như vậy à, mình thấy rất là buồn cười ngồi thí dụ ngồi lên cũng nói là mình trí thức đồ ha người biết có học này kia mà chơi cái trò vậy đó à, cái đó là ghi bận gì cố tình nè cố tình uh, uh, bịa đặt ra mọi chuyện đúng là bây giờ vì tiền người ta làm con người ta có thể làm bất chấp tất cả cả nha ghê thiệt vậy um, có lẽ là mình sẽ nhắn tin cho chú thủy một vài câu để hỏi thăm chú thủy là có cho phép uh, những người đó ghi âm chú hay không còn nếu mà không cho thì chú cũng nên uh, có một cái gửi một cái thiệp hồng tới uh, tới trước cửa nhà tụi này đi ha chứ uh, chứ sống rồi sống cái kiểu đó thôi thấy không tốt rồi nhé cả nhà rồi thôi uh, xin chia sẻ cả nhà ngắn gọn vậy thôi um, có gì thì mình sẽ chia sẻ thêm ha uh, xin uh, chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi ạ à. xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại